Ngọc Vi xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Bảy, ngày 9 tháng 3 năm 2019, đến với VTV sáng nay gồm có hai phần. Phần đầu là chương trình nhạc lá bồ đề do Tú Linh và Đoàn Hữu Dũng thực hiện. Trong phần 2 là chương trình hàng tuần của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam. Để mở đầu, Ngọc Vi kính mời quý vị theo dõi nhạc lá bồ đề do Tú Linh và Đoàn Hữu Dũng thực hiện hàng tuần vào mỗi sáng thứ Bảy trên VTV. Chương trình tuần này với chủ đề có một loại thiện lương lặng lẽ. Tú Linh xin kính chào quý vị, kính mời quý vị đến với nhạc lá bồ đề qua câu chuyện có một loại thiện lương gọi là lặng lẽ, chuyện do viên hùng sưu tầm Tú Linh tóm lược và trình bày, kính mời quý vị theo dõi. Người xưa nói, người thiện lương cho dù chưa nhận được phúc nhưng họa thì đã rời xa. Bởi vậy, làm người đừng đánh mất tâm lương thiện. Thế giới có thể hỗn loạn, nhưng nội tâm không thể dơ bẩn. Có một số việc không cần nói thì nên im lặng. Có một số việc có thể nhìn thấu, nhưng không nên tìm hiểu. Có một số người có thể nhìn thấu tâm ý, nhưng không nên nói ra. Thiện lương dẫu không thể mang lại bất cứ hồi báo vật chất nào cũng không thể khiến bạn sau một đêm trở thành vĩ nhân nhưng lại có thể đem đến cho bất cứ ai một cảm giác bình yên và thanh thản trong lòng sống ở trên đời mỗi người đều có quyền lựa chọn trở thành người cao thượng hay làm kẻ thấp hèn lương thiện cho dù phát sinh ở những nơi không ai thấy thì đơn thuần chỉ là sự lựa chọn của mỗi người qua câu chuyện Ngô Mạnh Đạt và Châu Nhuận Phát là bản thân từ thuở còn trẻ. Trước khi thành công, hai người ngày ngày đều ở cùng nhau. Về sau, Ngô Mạnh Đạt tham gia diễn xuất và đã có những vai diễn xuất sắc mau chóng nổi tiếng khắp hai bờ Hồng Kông và Trung Quốc. Nhưng sau khi thành danh và giàu có, Ngô Mạnh Đạt lại đắm chìm trong tủ sắt và bài bạc con người ta một khi bị danh lợi sắc tình cám dỗ thì cũng giống như hội đường quỷ dữ vậy cứ thế đi mãi đi mãi đến trước cánh cổng địa ngục ngô mạnh đạt đắm chìm trong tủ sắt và bài bạc công việc làm chỉ qua la cho xong cuối cùng chính tay mình lại hủy đi sự nghiệp của chính mình hơn nữa còn mang trên vai khoản nợ khổng lồ. Trong khi đó người anh em của ông là Châu Nhượng Phát vốn khẳng khái trọng nghĩa, bỏ ra bao nhiêu tiền cũng là chuyện dễ dàng đối với ông ta. Ngô Bận Đạt bèn tìm đến Châu Nhượng Phát mượn tiền, không ngờ Châu Nhượng Phát không những không đưa cho ông một đồng xu nào mà còn lạnh lùng quay đi. Ông hãy tự mình giải quyết đi. Ngô Mạnh Đạt như bị dội một gáo nước lạnh. Vào lúc khó khăn nhất, người bạn thân thiết của mình lại khoanh tay làm ngơ. Đã không giúp đỡ, lại còn tỏ ra lãnh đạm vô tình. Ông hận trong nhuộm phát, thề rằng từ giờ đến chết sẽ không qua lại với anh ta nữa. Chính ngay lúc Ngô Mạnh Đạt bị dồn tới đường cùng. Cả cuộc sống và sự nghiệp đều rơi xuống vực thẳm. Thì bỗng có một đạo diễn đến mời ông đóng phim. Ngô Mạnh Đạt mừng rỡ, bèn nắm lấy cơ hội mà ra sức rèn luyện kỹ năng, diễn xuất. Sau khi bộ phim hoàn thành, Ngô Mạnh Đạt được rất nhiều lời khen ngợi. Ông không chỉ trả xong các khoản nợ mà còn được trao giải kim tượng dành cho năm diễn viên xuất sắc nhất trong năm đó Trong những phát cũng có mặt trong buổi lễ trao giải hôm ấy ngô mạnh đạt bước lên sân khấu chỉ liếc mắt nhìn ông ta mà không thèm đếm xịa đến rồi ông dùng hết lời bày tỏ lòng cảm kích vô hạn với đạo diễn đến lúc này vị đạo diễn mới tiết lộ một bí mật giấu kín bấy lâu nay người mà anh nên cảm kích không phải là tôi thì ra người tiến cử ngô mạnh đạt với đạo diễn năm đó lại chính là châu nhuận phát ánh mắt của ngô mạnh đạt mơ hồ nhìn xa xăm ông cho rằng bản thân mình đã nhìn thấu nhân tình vậy mà lại không hiểu được thiện ý của người anh em chí cốt cuối cùng ông đã minh bạch nếu khi đó Châu Nhuận Phát đồng ý cho mượn tiền, thì có lẽ ông vẫn sẽ thua sạch ở sông Bạc, vẫn bộ dạng chè chén say xưa ở những hộp đêm, vẫn tiếp tục xa ngã trong tận cùng vực thẳm, mãi mãi không đứng lên được. Bạn bè thật sự không phải chỉ là người biết đưa tay giúp đỡ, mà điều anh ta thật sự mang đến cho bạn, chính là để giúp bạn trở nên hoàn thiện hơn hoàn cảnh đáng thương sẽ không mang đến sự giúp đỡ, chỉ có kiên trì bất khuất mới có thể nhận được sự kính trọng. Đây mới là những lời mà người anh em năm nào muốn nói với ông. Có một loại thiền ý là trước mặt thì lạnh lùng mắng chửi, nhưng sau lưng lại âm thầm giúp đỡ bạn thu dọn tàn cuộc. Thiện lương không phải là gấp rút thỏa mãn tâm nguyện của mình, Phương thức biểu đạt thiệt ý đẹp đẽ nhất không phải là trên cao nhìn xuống, đồng cảm buông bỏ mà là bình tĩnh, giữ lại sự tôn nghiêm cho người. Nếu có sự tinh tế khéo léo trong đó sẽ giúp đỡ người khác nâng cao giá trị bản thân để cảm hóa một cá nhân thì trước tiên là cần cảm hóa được cái tâm của họ. Bố thí tiền cho ai đó thì có thể thỏa mãn được Nhu cầu của người ta trong chốc lát Nhưng không thể đem đến cho họ sự no đủ hạnh phúc Vậy nên bố thí một khi họ gặp khốn khó Là điều rất dễ Nhưng sửa đổi hoàn cảnh và tâm thái của họ Để mọi việc trở nên tốt đẹp lại Không hề đơn giản chút nào Cho người khác tiền bạc không bằng Khơi dậy thiện tâm trong họ bởi thiện tâm mới là điều căn bản quyết định cuộc sống và tương lai của một con người cho người khác cơ hội cũng chính là cho người khác lối thoát cắt đứt con đường của người khác đi thì con đường đi của mình cũng sẽ có lúc gặp nguy không đẩy người khác vào tình thế khó xử cũng chính là không đẩy mình vào tình thế khó xử đây là cách đối nhân xử thế rất quan trọng trong cuộc sống làm người. Đều không nên làm quá tuyệt tình, quá mức mà nên tùy thời linh hoạt. Lương thiện không phải là mềm yếu hay khờ khạo, nó chính là bản tính, nguyên sơ của sinh mệnh con người. Đôi khi giả ngốc không phải là ngốc thật, mà chỉ là muốn đem đến cho đối phương thêm một cơ hội kính thưa quý vị, nhạc lá bồ đề đến đây xin được tạm ngưng. Mọi liên lạc về chương trình nhạc lá bồ đề xin gửi email đến nhaclabodede2@gmail.com. Tụ Linh xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Kính thưa quý vị, chương trình VTV đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. thông báo kể từ hôm nay cho đến ngày 15 tháng 4 năm 2019, tại quận Fairfax, Virginia có dịch vụ khai thuế miễn phí cho những cá nhân hay gia đình có lợi tức năm 2018 từ 55.000 trở xuống. Khi đến các trung tâm khai thuế, xin quý vị cần mang theo các giấy tờ quan trọng của quý vị và người khai chung. Trung tâm khai thuế miễn phí có nhân viên nói tiếng Việt, Fairfax Skill Short Center Annadale 7611 Little Riverton Pike Phòng 330 Annadale, Virginia 22003 Phục vụ vào ngày 26 tháng Giêng đến ngày 13 tháng 4 năm 2019 vào các ngày thứ tư và thứ năm từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối, thứ bảy từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Mọi liên lạc xin gọi ông James Hoàng Đỗ 703 533 5471. Gala Linh Ca Trong đời sống mục vụ của người Linh Mục thì tiếng hát, lời ca nguyện của người Mục Tử không quên lời kêu cứu của những mảnh đời bất hạnh. Đức Gia Hoàng Francisco đã lên tiếng Người nghèo không thể đợi. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập nhóm Linh Ca Cha 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 The Singing Priest những người lên mục lại một lần nữa mang lời ca đến với người nghèo không thể đợi. Kính mời quý ông bà và chị em cùng đến tham dự buổi tiệc gây quý vào lúc 6 giờ 30 thứ sáu ngày 22 tháng 3 2019 tại Golden Sea Restaurant. Được sự trợ giúp của các nhóm và tổ chức Francisco Răng Xuống, Project Việt Nam, Tủ thuốc tình thương, Chén gạo tình thân, Chuối hạt hy vọng, viên gạch nhân ái Jeff Người Phong Bóng and Hello Việt Nam Học bổng dẫn thân Nguyễn Văn Thuận Công tác y tế tình thương Kính mời quý ông bà và anh chị em cùng đến tham dự